Trong lịch sử khám phá sao Hỏa, đây vẫn là phát triển mới. Trên thực tế, hai tàu thám hiểm nổi tiếng nhất, xe tự hành Spirit và Opportunity của NASA đã làm việc trên bề mặt sao Hỏa trong nhiều năm trước khi MRO tới. Thật kinh ngạc, tầm nhìn của MRO đủ mạnh để phát hiện ra những xe tự hành trên bề mặt, dù mỗi cái không lớn hơn xe cút kít là mấy. Ở đây, tàu vũ trụ hướng vào xe tự hành Spirit. Nó sáng lấp lánh khi ánh nắng chiếu vào các bảng mặt trời. Trong khi đó, ở bên kia sao Hỏa, MRO thấy xe tự hành Opportunity vẫn đang hoạt động và đứng trên rìa miệng núi lửa Endeavour. Với đường kính 22 km, đây là đặc điểm lớn nhất mà Opportunity khám phá cho đến nay. Nó đi hướng này sau khi MRO nhìn thấy bằng chứng về khoáng chất liên quan đến nước trong hình ảnh miệng núi lửa từ quỹ đạo. Ngay khi MRO đến sao Hỏa vào năm 2006, nó có nhiệm vụ đầu tiên là giúp một sứ mệnh trên bề mặt tìm điểm hạ cánh tốt nhất. Sứ mệnh đó là Phượng Hoàng, tàu đổ bộ được thiết kế để hạ cánh xuống vùng cực bắc của sao Hỏa và thăm dò tầng đất đóng băng vĩnh cửu được cho là nằm ngay dưới bề mặt. Trước khi MRO đến, những người lập kế hoạch đã thiên về một nơi gọi là vùng B để làm điểm hạ cánh hoặc của Phượng Hoàng. Nhưng với hình ảnh tốt hơn nhờ MRO, họ nhận thấy vùng B chứa đầy đá lăn, có thể gây tai họa nếu tàu đổ bộ hạ cánh xuống một tảng đá. Thay vào đó, một điểm hạ cánh dự phòng được chọn và tàu Phượng Hoàng đã hạ cánh an toàn vào tháng 5 năm 2008. Ngay sau đó, MRO có thể xác nhận vị trí của tàu đổ bộ bằng cách chụp ảnh từ vũ trụ. Lần đầu tiên trong lịch sử, một cuộc hạ cánh xuống sao Hỏa lại được con người chứng kiến. Sứ mệnh tiếp theo đến sao Hỏa phức tạp hơn nhiều. Thay vì một tàu đổ bộ, NASA quyết định đưa một xe tự hành khác để tiếp nối những phát điện ấn tượng của Spirit và Opportunity. Xe tự hành mới hơn và to hơn nhiều này sẽ là tàu thăm dò tinh vi nhất từng hạ cánh xuống sao Hỏa. Một phòng thí nghiệm hoàn toàn di động. Và nó có thể là máy móc đầu tiên quyết định xem phải chăng các điều kiện trên sao Hỏa đã từng phù hợp với sự sống. Vì chỉ có một xe tự hành hạ cánh nên sẽ không có cơ hội thứ hai. MRO cũng sụp sạo hành tinh giúp xác định những vị trí thú vị về địa chất. Giống các sứ mệnh trước đó, ưu tiên được dành cho những nơi có bằng chứng về việc nước từng chảy trên bề mặt sao Hỏa. Bắt đầu với danh sách hơn 60 điểm hạ cánh, các nhà khoa học bắt đầu cuộc điều tra chi tiết kéo dài 5 năm để tìm ra vị trí tốt nhất có thể cho xe tự hành tiếp theo lên sao Hỏa. Dùng dữ liệu từ những sứ mệnh quay quanh quỹ đạo trước đó và đặc biệt dựa vào hình ảnh từ MRO. Vào mùa xuân năm 2011, các nhà khoa học đã thu hẹp danh sách xuống chỉ còn 4 địa điểm hạ cánh cuối cùng. Trong số đó là một vài nơi thú vị và phức tạp nhất về mặt địa chất trên sao Hỏa. Những nơi như miệng núi lửa Holden, một kết cấu cổ xưa biến thành hồ rộng lớn khi một kênh chở nước lũ xuyên thủng bờ miệng núi lửa. Phía bắc Holden là một bãi đỗ thích hợp khác, miệng núi lửa Ebersway. Nó cũng cho thấy dấu hiệu của một trận lụt cổ xưa, nhưng ở đây đặc điểm chính là vùng châu thổ cổ xưa ở một bên miệng núi lửa.
Một điểm đỗ rất khác nằm ở Mount Valles. Hàng tỷ năm trước, con kênh này đưa nước từ cao nguyên sao hỏa ở miền Nam đến các đồng bằng ở phía Bắc nằm ở mực nước biển. Tất cả ba mặt đều cho thấy tiềm năng tuyệt vời trong việc khám phá ra lịch sử về nước trên sao hỏa. Nhưng cuối cùng, các nhà khoa học chọn địa điểm thứ tư, nơi kết hợp vài đặc điểm thú vị nhất của những địa điểm khác và bổ sung thêm một ngọn núi bí ẩn có thể giải mã những bí mật của sao hỏa cổ xưa. Sau hơn 40 năm khám phá giữa các hành tinh, sao hỏa đã mang đến vài địa điểm ngoạn mục nhất trong hệ mặt trời. Từ những núi lửa khổng lồ, vực sâu thăm thẳm, đến các lớp đá và bụi được tạc khắc tuyệt đẹp che phủ hai cực của sao hỏa. Nhưng giữa nhiều đặc điểm đa dạng và thú vị, chẳng có gì trên sao hỏa giống như thế này. Một cái gò khổng lồ, cao hơn nửa so với Everest, tọa lạc chính giữa hố va chạm cổ xưa. Đây là miệng núi lửa Gein, một cấu trúc từ lâu đã thu hút sự quan tâm và nghiên cứu của các nhà khoa học sao hỏa. Nó cũng là bãi đỗ của sứ mệnh tham vọng nhất tới nay từng hạ cánh xuống hành tinh đỏ. Phòng thí nghiệm sao hỏa của NASA thường được gọi là xe tự hành Curiosity. Với những xe tự hành trước đó, thì Curiosity được chế tạo giống như xe tăng. Có kích thước bằng chiếc xe nhỏ, nó nặng 900 kg và chở được 10 thiết bị khoa học riêng biệt để khảo sát kỹ lưỡng đá, đất và bầu khí quyển trên sao hỏa. Nhưng quan trọng nhất, Curiosity được vận hành bởi một thiết bị tạo ra điện từ sự phân rã phóng xạ plutonium. Nguồn điện hạt nhân của Curiosity khiến nó có khả năng khám phá sao hỏa trong nhiều năm, cho phép các nhà khoa học chọn một mục tiêu tham vọng hơn. Xét về mặt khoa học, thì rất ít đặc điểm trên sao hỏa thú vị bằng ngọn núi trong miệng núi lửa Gein. Được đặt biệt hiệu là núi sáp, theo tên một nhà khoa học hành tinh tiên phong, kết cấu kỳ lạ này cao hơn mọi thứ xung quanh, kể cả miệng núi lửa Gein. Quan sát gần hơn từ tàu vũ trụ do thám sao hỏa cho thấy, núi là những lớp trầm tích, những phần thấp nhất được làm từ các lớp đất sét hình thành khi có nước. Những lớp đó có thể là mỏ vàng với các nhà khoa học, vì chúng tượng trưng cho một lớp cắt của thời gian địa chất trải dài hơn 100 triệu năm của giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử sao hỏa. Thời gian khi sao hỏa chuyển từ hành tinh sinh sống được sang một sa mạc băng giá. Vào tháng 7 năm 2011, số phận của Curiosity được định đoạt. NASA tuyên bố xe tự hành mới của họ sẽ trở thành xe leo núi. Xe tự hành được chuyển đến miệng núi lửa Gein. Giờ nó phải đến đó một cách nguyên vẹn. Sau nhiều năm lên kế hoạch và hành trình dài 8 tháng từ trái đất, giây phút của sự thật đã đến vào đêm ngày 5 tháng 8 năm 2012. Mô phỏng trên máy tính về việc hạ cánh của Curiosity, nằm an toàn trong lớp vỏ bảo vệ, Curiosity tách ra khỏi thiết bị có tên là Cruiser Stay và bắt đầu cú rơi xuống khủng khiếp do bị trọng lực của hành tinh kéo.
Chẳng mấy chốc, ma sát với bầu khí quyển mỏng của sao Hỏa bắt đầu làm phía trước của lớp bảo vệ nóng đến nhiệt độ tối đa là hơn 2.000 độ C. Giờ đây vẫn đi với tốc độ hơn 1.400 km/h và chỉ cách bề mặt 11 km, Curiosity mở dù. 15 giây sau, tấm chắn nhiệt rơi ra để lộ xe tự hành ở bên trong. Nhưng bây giờ, xe tự hành vẫn đang rơi nhanh khi nó tách khỏi cái dù cùng lớp vỏ sau và đốt cháy 4 tên lửa hạ cánh rất mạnh. Nhưng chính xác thì nó hạ cánh như thế nào? Bị tách khỏi thiết bị hạ độ cao, xe tự hành rơi xuống bề mặt trên 3 cáp ni lông. Khi nó tiếp đất, dây cáp bị cắt và thiết bị hạ độ cao đổi chiều rồi đâm xuống bề mặt ở một khoảng cách an toàn. Sau đó, tín hiệu xuất hiện. Kiểm soát sứ mệnh, xác nhận đã hạ cánh, chúng tôi an toàn trên sao Hỏa. Ivan Semenyuk, nhà báo khoa học nói, Curiosity là sứ mệnh thứ 7 hạ cánh thành công xuống sao Hỏa, nhưng khác với những lần trước đó ở mức độ quan trọng. Nó là sứ mệnh sao Hỏa đầu tiên kết hợp tính lưu động của một xe tự hành, quy mô và độ phức tạp của một phòng thí nghiệm dã chiến, với tiềm năng hoạt động trong nhiều năm trên bề mặt hành tinh. Sự kết hợp đó sẽ thay đổi hiểu biết của chúng ta về sao Hỏa mãi mãi. Đây sẽ là chuyến đi dài nhất đến một thế giới khác từng được thực hiện. Nhưng nó sẽ không đơn độc. Anh chụp Curiosity, máy quay cánh tay xe tự hành. Khi Curiosity bắt đầu hành trình sử thi ngang qua bề mặt, nó sẽ được MRO quan sát từ trên cao. Quả mắt chim ưng đã trở thành một phần của cuộc sống thường ngày trên sao Hỏa, kể cả khi ta tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong quá khứ. Một điểm hạ cánh dự phòng được chọn và tàu Phượng Hoàng đã hạ cánh an toàn vào tháng 5 năm 2008. Ngay sau đó, MRO có thể xác nhận vị trí của tàu đổ bộ bằng cách chụp ảnh từ vũ trụ. Lần đầu tiên trong lịch sử, một cuộc hạ cánh xuống sao Hỏa lại được con người chứng kiến. Sứ mệnh tiếp theo đến sao Hỏa phức tạp hơn nhiều. Thay vì một tàu đổ bộ, NASA quyết định đưa một xe tự hành khác để tiếp nối những phát điện ấn tượng của Spirit và Opportunity. Xe tự hành mới hơn và to hơn nhiều này sẽ là tàu thăm dò tinh vi nhất từng hạ cánh xuống sao Hỏa. Một phòng thí nghiệm hoàn toàn di động. Và nó có thể là máy móc đầu tiên quyết định xem phải chăng các điều kiện trên sao Hỏa đã từng phù hợp với sự sống. Vì chỉ có một xe tự hành hạ cánh nên sẽ không có cơ hội thứ hai. MRO cũng sụp sạo hành tinh giúp xác định những vị trí thú vị về địa chất. Giống các sứ mệnh trước đó, ưu tiên được dành cho những nơi có bằng chứng về việc nước từng chảy trên bề mặt sao Hỏa.
Bắt đầu với danh sách hơn 60 điểm hạ cánh, các nhà khoa học bắt đầu cuộc điều tra chi tiết kéo dài 5 năm để tìm ra vị trí tốt nhất có thể cho xe tự hành tiếp theo lên sao Hỏa. Dùng dữ liệu từ những sứ mệnh quay quanh quỹ đạo trước đó và đặc biệt dựa vào hình ảnh từ MRO. Vào mùa xuân năm 2011, các nhà khoa học đã thu hẹp danh sách xuống chỉ còn 4 địa điểm hạ cánh cuối cùng. Trong số đó là một vài nơi thú vị và phức tạp nhất về mặt địa chất trên sao Hỏa. Những nơi như miệng núi lửa Holden, một kết cấu cổ xưa biến thành hồ rộng lớn khi một kênh chở nước lũ xuyên thủng bờ miệng núi lửa. Phía bắc Holden là một bãi đỗ thích hợp khác, miệng núi lửa Ebersway. Nó cũng cho thấy dấu hiệu của một trận lụt cổ xưa, nhưng ở đây đặc điểm chính là vùng châu thổ cổ xưa ở một bên miệng núi lửa. Một điểm đỗ rất khác nằm ở Mount Valis. Hàng tỷ năm trước, con kênh này đưa nước từ cao nguyên sao Hỏa ở miền Nam đến các đồng bằng ở phía Bắc nằm ở mực nước biển. Tất cả ba mặt đều cho thấy tiềm năng tuyệt vời trong việc khám phá ra lịch sử về nước trên sao Hỏa. Nhưng cuối cùng, các nhà khoa học chọn địa điểm thứ tư, nơi kết hợp vài đặc điểm thú vị nhất của những địa điểm khác và bổ sung thêm một ngọn núi bí ẩn có thể giải mã những bí mật của sao Hỏa cổ xưa. Sau hơn 40 năm khám phá giữa các hành tinh, sao Hỏa đã mang đến vài địa điểm ngoạn mục nhất trong hệ mặt trời. Từ những núi lửa khổng lồ, vực sâu thăm thẳm đến các lớp đá và bụi được tạc khắc tuyệt đẹp che phủ hai cực của sao Hỏa. Nhưng giữa nhiều đặc điểm đa dạng và thú vị, chẳng có gì trên sao Hỏa giống như thế này. Một cái gò khổng lồ, cao hơn nửa so với Everest, tọa lạc chính giữa hố va chạm cổ xưa. Đây là miệng núi lửa Gein, một cấu trúc từ lâu đã thu hút sự quan tâm và nghiên cứu của các nhà khoa học sao Hỏa. Nó cũng là bãi đỗ của sứ mệnh tham vọng nhất tới nay từng hạ cánh xuống hành tinh đỏ. Phòng thí nghiệm sao Hỏa của NASA thường được gọi là xe tự hành Curiosity. Với những xe tự hành trước đó, thì Curiosity được chế tạo giống như xe tăng. Có kích thước bằng chiếc xe nhỏ, nó nặng 900 kg và chở được 10 thiết bị khoa học riêng biệt để khảo sát kỹ lưỡng đá, đất và bầu khí quyển trên sao Hỏa. Nhưng quan trọng nhất, Curiosity được vận hành bởi một thiết bị tạo ra điện từ sự phân rã phóng xạ plutonium. Nguồn điện hạt nhân của Curiosity khiến nó có khả năng khám phá sao Hỏa trong nhiều năm, cho phép các nhà khoa học chọn một mục tiêu tham vọng hơn. Xét về mặt khoa học thì rất ít đặc điểm trên sao Hỏa thú vị bằng ngọn núi trong miệng núi lửa Gein. Được đặt biệt hiệu là núi sáp, theo tên một nhà khoa học hành tinh tiên phong, kết cấu kỳ lạ này cao hơn mọi thứ xung quanh, kể cả miệng núi lửa Gein. Quan sát gần hơn từ tàu vũ trụ do thám sao Hỏa cho thấy, núi là những lớp trầm tích, những phần thấp nhất được làm từ các lớp đất sét hình thành khi có nước. Trong lịch sử khám phá sao Hỏa, đây vẫn là phát triển mới. Trên thực tế, hai tàu thám hiểm nổi tiếng nhất
xe tự hành Spirit và Opportunity của NASA đã làm việc trên bề mặt sao Hỏa trong nhiều năm trước khi MRO tới. Thật kinh ngạc, tầm nhìn của MRO đủ mạnh để phát hiện ra những xe tự hành trên bề mặt, dù mỗi cái không lớn hơn xe Cutkit là mấy. Ở đây, tàu vũ trụ hướng vào xe tự hành Spirit. Nó sáng lấp lánh khi ánh nắng chiếu vào các bảng mặt trời. Trong khi đó, ở bên kia sao Hỏa, MRO thấy xe tự hành Opportunity vẫn đang hoạt động và đứng trên rìa miệng núi lửa Endeavour. Với đường kính 22 km, đây là đặc điểm lớn nhất mà Opportunity khám phá cho đến nay. Nó đi hướng này sau khi MRO nhìn thấy bằng chứng về khoáng chất liên quan đến nước trong hình ảnh miệng núi lửa từ quỹ đạo. Ngay khi MRO đến sao Hỏa vào năm 2006, nó có nhiệm vụ đầu tiên là giúp một sứ mệnh trên bề mặt tìm điểm hạ cánh tốt nhất. Sứ mệnh đó là Phượng Hoàng, tàu đổ bộ được thiết kế để hạ cánh xuống vùng cực bắc của sao Hỏa và thăm dò tầng đất đóng băng vĩnh cửu được cho là nằm ngay dưới bề mặt. Trước khi MRO đến, những người lập kế hoạch đã thiên về một nơi gọi là vùng B để làm điểm hạ cánh hoặc của Phượng Hoàng. Nhưng với hình ảnh tốt hơn nhờ MRO, họ nhận thấy vùng B chứa đầy đá lăn, có thể gây tai họa nếu tàu đổ bộ hạ cánh xuống một tảng đá. Thay vào đó, những lớp đó có thể là mỏ vàng với các nhà khoa học, vì chúng tượng trưng cho một lớp cắt của thời gian địa chất trải dài hơn 100 triệu năm của giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử sao Hỏa. Thời gian khi sao Hỏa chuyển từ hành tinh sinh sống được sang một sa mạc băng giá. Vào tháng 7 năm 2011, số phận của Curiosity được định đoạt. NASA tuyên bố xe tự hành mới của họ sẽ trở thành xe leo núi. Xe tự hành được chuyển đến miệng núi lửa Gale. Giờ nó phải đến đó một cách nguyên vẹn. Sau nhiều năm lên kế hoạch và hành trình dài 8 tháng từ trái đất, giây phút của sự thật đã đến vào đêm ngày 5 tháng 8 năm 2012. Mô phỏng trên máy tính về việc hạ cánh của Curiosity nằm an toàn trong lớp vỏ bảo vệ. Curiosity tách ra khỏi thiết bị có tên là Cruiser Stay và bắt đầu cú rơi xuống khủng khiếp do bị trọng lực của hành tinh kéo. Chẳng mấy chốc, ma sát với bầu khí quyển mỏng của sao Hỏa bắt đầu làm phía trước của lớp bảo vệ nóng đến nhiệt độ tối đa là hơn 2.000 độ C. Giờ đây vẫn đi với tốc độ hơn 1.400 km/h và chỉ cách bề mặt 11 km. Curiosity mở dù. 15 giây sau, tấm chắn nhiệt rơi ra để lộ xe tự hành ở bên trong. Nhưng bây giờ, xe tự hành vẫn đang rơi nhanh khi nó tách khỏi cái dù cùng lớp vỏ sau và đốt cháy 4 tên lửa hạ cánh rất mạnh. Nhưng chính xác thì nó hạ cánh như thế nào?